Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận những cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất trên kênh của mình. Và nếu như bạn chưa tham gia hai nhóm Telegram và nhóm Zalo của mình thì các bạn hãy tham gia để nhận những cái dự án kiếm tiền sớm nhất, mới nhất. Mình sẽ cập nhật liên tục các cái kèo iRope uy tín chất lượng ở trên hai cái nhóm này. Thì ở cái video này thì mình xin được chia sẻ đến cho các bạn ba cái thông tin rất là quan trọng như sau. Thứ nhất, đó là mình muốn chia sẻ đến cho các bạn cái thông tin về cái đồng token Shiba ETH. Nó đã được list sàn trên cái sàn PancakeSwap và cái sàn CoinMarketCap. Và cái nội dung thứ hai đó là cái đồng token thời gian cho chúng ta swap chính thức cái swap mà hai cái token đó là token MetaMask và ShibaMask. Ok, thì đầu tiên thì mình xin chia sẻ đến cho các bạn cái thông tin cái đồng token Shiba ETH trước. Thì nó đã được list sàn ở trên PancakeSwap, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách swap ngay trên cái ví chút. Đầu tiên thì các bạn mở cái ví chút Winnet cho mình. Sau đó thì các bạn bấm vào cái mục đáp cho mình. Các bạn kéo lên trên cho mình nhé. Các bạn kéo lên, các bạn chọn cho mình đến cái dòng PancakeSwap, các bạn bấm vào đây cho mình. Rồi, tiếp theo ở cái mục ở trên này, các bạn kết nối ví cho mình nhé. Mình đã kết nối ví, mình sẽ bấm đi connect. Sau đó là như mình ở đây là các bạn lần đầu tiên các bạn truy cập vào đây thì các bạn bấm kết nối ví. Sau đó các bạn bấm kết nối cái ví chút nhé các bạn. Rồi, như vậy là nó hiện cái ví ở đây là chúng ta đã kết nối nhé các bạn. Rồi, tiếp theo các bạn copy cho mình cái mã contract của cái Shiba ETH. Các bạn copy cho mình cái mã của cái Shiba ETH, các bạn bấm cái mũi tên này cho mình. Rồi, sau đó các bạn bấm vào cái mũi tên ở đây. Tiếp theo các bạn dán cho mình cái địa chỉ contract của cái đồng token Shiba ETH vào đây. Rồi, nó sẽ hiện thông tin cái đồng token Shiba ETH nhé các bạn. Những cái đồng token nào mà nó chưa list ở trên cái sàn này thì các bạn không thể dán vào đây, nó sẽ không có thông tin gì ở đây nhé các bạn, nó không hiện cái tên token ở đây. Rồi, tiếp theo các bạn bấm inbox cho mình. Rồi, nó sẽ hiện cái thông tin ở đây thì các bạn bấm tích cho mình. Tiếp theo các bạn bấm inbox. Rồi, nó sẽ hiện cái số dư của mình ở trong ví nhé các bạn. Mình trong ví mình đang có ở đây là 40 triệu cái đồng token Shiba ETH. Thì mình sẽ swap thử cho các bạn xem nhé. Đó, các bạn bấm vào mark cho mình. Mình sẽ đổi hết cái số token mình có. Ở dưới này thì nếu như các bạn không muốn cái đồng BNB 40 triệu cái đồng token Shiba ETH thì quy đổi được ra 0,0001 cái đồng BNB nhé các bạn, rất ít. Giờ mình sẽ đổi sang cái đồng USDT. Các bạn ở cái phần tìm kiếm này các bạn gõ USDT. Rồi, các bạn chấm vào đây. Đó, thì 40 triệu đổi được ra 0,06 đô nhé các bạn. Đó, rất ít. Và cái này nó sẽ cập nhật liên tục theo cái giá thị trường mà ở trên cái sàn PancakeSwap nhé các bạn. Trên cái sàn này nó cái giá của cái đồng token này lên bao nhiêu thì ở đây nó swap y như thế nha các bạn. Có lúc nó tăng rất là có những lúc là 0,1 đô nhưng mà cũng có lúc thì rất là thấp. Rồi. Đó. Ở đây thì các bạn chưa bấm được vào cái và ở đây thì nó chưa chưa cho chúng ta swap cho nên là nó sẽ có hiện nó sẽ bấm đen ở cái chỗ phần này, chúng ta chưa swap được nhé các bạn, vì cái đồng token này nó vẫn còn khóa. Thì các bạn cũng biết là những cái đồng token nào mà chúng ta kiếm được từ cái nhiệm vụ iBot airdrop ấy thì nó sẽ là những cái token miễn phí, thì nó sẽ được mở khóa chậm hơn so với những cái đồng token mà các bạn kiếm được từ cái claim trực tiếp ở trên cái phí, hoặc là các bạn mua trực tiếp cái đồng token ở trên sàn. Đó. Hoặc là các bạn tham gia IDO thì những cái đồng token bạn kiếm được sẽ các bạn sẽ swap được ngay. Còn những cái token mà bạn kiếm được từ cái kèo airdrop thì nó miễn phí, cho nên là nó sẽ có một cái thời gian nhất định nó sẽ mở cho chúng ta. Và khi nào mà cái đồng token này nó mở cho chúng ta swap thì mình sẽ thông báo với các bạn ở trên video.
Thì ở đây thì mình chỉ làm cái ví dụ, mình sẽ góp thử cho các bạn là xem là cái số dư 40 triệu cái đồng token này các bạn quy đổi được ra bao nhiêu cái đồng USDT. Và biết đâu đến khi mà chúng ta swap được thì nó lên, giá nó tăng lên thì có phải là lúc đấy rất là ngon. Đó. Rồi tiếp theo mình xin chia sẻ với các bạn một cái nội dung tiếp theo về hai cái đồng token là Metamut và Shibamut. Thì cái đồng token Shibamut và Metamut, cái đồng token Metamut thì nó sẽ lít sàn. À, xin lỗi các bạn, là cái đồng Metamut là nó sẽ cho chúng ta swap bắt đầu từ ngày mùng 4 hoặc mùng 1 tháng 4, và cái đồng Shiba ETH. Ok, thì bây giờ mình xin chia sẻ đến cho các bạn về cái thông tin thời gian swap chính thức của hai cái đồng token Metamut và Shibamut. Thì cái đồng Metamut thì nó sẽ cho chúng ta swap chính thức vào ngày mùng 1 tháng 4 năm 2022. Và cái đồng Shibamut thì nó cho chúng ta swap vào ngày mùng 1 tháng 5. Thì các bạn hãy lưu cái thời gian này vào một cái bộ ghi nhớ, để đến lúc đúng cái thời gian đó hoặc là hơn một chút thì chúng ta sẽ swap cái hai cái token này. Đòi hỏi các bạn phải có ở trong cái ví của các bạn, kể cả ví chốt Coinnet hoặc là MetaMask, thì trong cái ví của các bạn phải có cái đồng BLB, thấp nhất là các bạn phải có tầm 1 đô, cái đồng 1 đô USDT của cái đồng BLB để các bạn làm phí swap nhé các bạn. Không biết được cái đợt làm cái kèo iRobot thì các bạn nhận được bao nhiêu cái đồng Shibamut. Thì mình nhận được tổng là 16 triệu cái đồng Shibamut, và bây giờ mình sẽ swap thử cho các bạn xem quy ra USDT là được bao nhiêu USDT nhé các bạn. Thì các bạn hãy copy cái mã contract của cái đồng token Shibamut, các bạn bấm vào mục đáp ở trong cái ví chốt, các bạn bấm vào Pancake Swap. Rồi tiếp theo ở cái mục này thì các bạn bấm mũi tên đảo chiều. Mục KKE này các bạn bấm vào mũi tên này, các bạn dán cái địa chỉ của cái contract vào. Nó sẽ hiện thông tin của cái đồng token Shibamut. Rồi các bạn bấm mark cho mình. Đó. Quy đổi ra đồng BLB thì được 0,1 cái đồng BNB nhé các bạn. Bây giờ mình sẽ đổi sang USDT. Các bạn bấm. Như vậy là quy đổi ra là được 16 triệu cái đồng token Shibamut, thì đổi được ra 47 đô nhé các bạn. Đó, hiện tại thì nó chưa cho chúng ta swap nhé các bạn, nó mới lít sàn ở trên cái sàn Pancake Swap, và cái số token mà phân phối từ cái kèo iRobot thì nó vẫn khóa, cho đến khi nào mà cái con này là đến mùng 1 tháng 5 thì các bạn swap được, thì các bạn sẽ có cái mục swap đây, nó sẽ hiện lên cho chúng ta.